thí sinh được đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ xét tuyển đại học ra sao? Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 2 diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh thi đợt 2. Vậy nếu không thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, một trong những căn cứ quan trọng để tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng thì việc tuyển sinh sẽ ra sao? Làm sao để đảm bảo công bằng cho các thí sinh? Theo Phó giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thanh Hùng, quyền hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay trường đã xét tuyển xong phương thức xét học bạ, do vậy trường không nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức này nữa. Tuy nhiên với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp đợt 2, nếu có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, chúng tôi sẽ nhận hồ sơ của các thí sinh này. Nếu các em đáp ứng đủ điều kiện xét tuyển sẽ được xét tuyển bổ sung, ông Hùng cho hay. Tương tự, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết Hiện tại nhà trường đã ngưng nhận hồ sơ bằng các phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông, đánh giá năng lực và ưu tiên xét ưu tiên xét tuyển thẳng. Trong trường hợp không thi tốt nghiệp đợt 2, nếu các thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp và có đăng ký xét tuyển vào trường, chúng tôi cho phép các em nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào các phương thức trên sau khi có giấy xác nhận được đặc cách tốt nghiệp, ông Nhân chia sẻ. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trường hợp không thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, trường sẽ xét tuyển bằng học bạ lớp 12. Nhà trường sẽ dành 5% chỉ tiêu, tức là 175 chỉ tiêu để xét tuyển các thí sinh đợt 2. Hiện nay nhiều trường đại học không sử dụng phương thức xét học bạ trung học phổ thông, tuy nhiên các trường đều khẳng định cũng sẽ có cách xét tuyển phù hợp đảm bảo quyền lợi nếu phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các trường đều có phương thức xét tuyển khác nhau, muốn được công nhận trúng tuyển bất kỳ phương thức nào, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Thực tế hiện nay đã có rất nhiều thí sinh trúng tuyển đại học các thí sinh này chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ điều kiện nhập học. Số thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2 không nhiều. Với các thí sinh được đặt cách tốt nghiệp, nhà trường sẽ xét học bạ các 3 năm trung học phổ thông trở lên và có điều kiện bổ sung thêm các tiêu chí phụ. Ông Hiển cho biết thêm. Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, số thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 2 không nhiều nên việc xem xét giải quyết xét tuyển các thí sinh được đặt cách tốt nghiệp hoàn toàn thuận lợi. Điều quan trọng là Bộ Giáo dục đào tạo cần có hướng dẫn các trường xét tuyển cho thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp đợt 2. Dù trường chúng tôi không xét tuyển học bạ trung học phổ thông, tuy nhiên nếu có hướng dẫn cụ thể của bộ và đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ dành chỉ tiêu cho phương thức này để tuyển những thí sinh có năng lực học tập tốt, ông Hạ khẳng định. Tương tự, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tiến Khoa, hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, việc xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh thi đợt 2 là phù hợp. Trường chúng tôi sẽ sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông của thí sinh được đặt cách tốt nghiệp khi có hướng dẫn cụ thể của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo. Ông Khoa chia sẻ.